Hi xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau luyện các uh, các bài tập ha và chúng ta đã tham bậc lên uh, bậc B1 ha uh, những cái kiến thức uh, trong cái chuyên mục này thì nó sẽ phức tạp hơn một chút Tuy nhiên thì cái này cũng chỉ là phần cơ bản thôi sau đó các bạn sẽ tiếp tục luyện nâng cao hơn nữa ha uh, để mà chúng ta càng ngày càng uh, cải thiện cái trình độ tiếng Anh của chúng ta uh, rồi bây giờ bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về cái trợ động từ và giới từ thì trợ động từ thì các bạn chắc là cũng đã nghe nhiều ra ví dụ như khi các bạn uh, chia cái thì hiện tại đơn ở dạng phủ định có dùng not hoặc là đặt câu hỏi nghi vấn thì các bạn sẽ Uh, không thể dùng là uh, chủ ngữ rồi đến not rồi đến là cộng động từ được mà các bạn phải mượn thêm trợ động từ do hoặc là does ha hoặc là trong thì quá khứ đơn thì các bạn mượn thêm trợ động từ did và đó là các bạn có did đến các bạn ha hoặc là khi các bạn dùng cái thì hiện tạo hoàn thành thì chúng ta có cái cấu trúc là have has cộng với pp thì cái have has đó các bạn cũng gọi là trợ động từ ha chứ không phải là cái động từ chính của câu có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ để chia động từ cho cái động từ chính ha rồi Bây giờ chúng ta sẽ bước vào làm bài tập thì chúng ta sẽ hiểu hơn rồi câu thứ nhất. You ever stayed at the reach? À, Bạn đã từng ở tại Ritz chưa? Thì đôi khi là một cái khách sạn hay là cái gì đó ha, một địa điểm nào đó. Thì trong câu này các bạn để ý thứ nhất là chúng ta có cái hình thức câu này là câu hỏi này. Ha. và các bạn có chủ ngữ là you rồi đây chủ ngữ là you và các bạn biết là ở chủ ngữ là you thì chúng ta biết là ở đây là chủ ngữ số nhiều cho nên cho dù các bạn chưa có biết là cái thì gì đi nữa thì chúng ta cũng loại ngay cái words này đầu tiên ha rồi uh, thứ hai nữa là các bạn có ở đây cái dấu hiệu rõ ràng nữa ở đây là các bạn có cái từ ever trạng thứ hai đã từng này rồi tiếp động từ stayed nó thêm đi thì các bạn biết là trong cái thì à, trong cái thì um, quá khứ đơn đi ha dùng từ did tại vì cái did nó là một cái trợ động từ ở trong thì quá khứ đơn thì nếu mà các bạn dùng did you thì sau này cái động từ nó phải giữ nguyên đó vì khi các bạn mượn động từ did ở bên ngoài rồi thì động từ thường phải giữ nguyên thì nếu như mà ở đây động từ stay giữ nguyên thì các bạn mới dùng được cái từ did này còn đây stay nó thêm đi cột ba rồi cho nên không phải mà các bạn sẽ có cái thì hiện tại hoàn thành là have you ever ha thứ nhất là các bạn có cái Uh, dấu hiệu là ever này đã từng làm gì chưa ha thứ hai nữa là động từ state nó thêm đi ha cái này đọc là chưa thì cái này đang là động từ cột cột ba cho nên các bạn biết là ở cái này nó phải cái thì nào đó mở hoàn thành hoặc là dạng bị động đi chăng nữa ha thì nó mới ở cột ba được còn nếu như ở mấy cái thì đơn thì các bạn không thể có cái dạng là thêm đi như thế này ha rồi thứ hai nữa là chủ ngữ là you cho nên các bạn có cái trợ là have là đúng rồi này cho chủ ngữ số nhiều ha tiếp tục cái word này cái word này là nó cũng là cái trợ động từ to be cho chủ ngữ số nhiều là Euron. Tuy nhiên nếu như mà các bạn đặt trợ động từ to be đây á, thì mình có hai dạng. Thứ nhất là nếu như to be lên đầu câu thì sau này các bạn rồi đến chủ ngữ rồi đến tính từ ha, đóng vai trò là bổ ngữ của câu. Thứ hai nữa là sau này có thể là động từ thêm đi giống như trên này luôn, là giống như stay này luôn ha. Tuy nhiên nếu như các bạn dùng cái cấu trúc là to be ở trước này thì chúng ta sẽ nhớ lại coi cái cấu trúc mà chủ ngữ rồi đến be cộng với pp thì nó sẽ là dạng câu bị động ha, cái gì bị làm hoặc được làm thì ở đây không thể là bạn được ở lại theo kiểu là bị tác động hành động ở lại được mà bạn đã ở lại chứ đúng không? chứ cho nên là cái này phải là câu chủ động chứ không phải là câu bị động ha. cho nên mình sẽ không chọn được phương án phương án D ha. mà nói dòng dài vậy thôi chứ thực ra các bạn nhìn thấy cái từ ever các bạn cũng biết ngay là thì hiện tại hoàn thành các bạn dùng cái have này rồi ha. nhưng mà phân tích thêm cho các bạn biết là vì sao những cái này không dùng được. ok câu số 2 we rồi chúng ta đến với động từ have rồi đến là breakfasting bed là chúng ta ăn sáng ở trên giường luôn. Uh, rồi, bây giờ chúng ta có chủ ngữ là we này Và tiếp tục các bạn có cái tên ngữ là preface Rồi cái bed nó là trạng ngữ rồi ha Rồi, thì các bạn thấy là vì là cấu trúc của một câu Thì chúng ta có chủ ngữ rồi đến vị ngữ Trong vị ngữ thì chúng ta sẽ có động từ Và uh, những cái thành phần phụ như là trạng ngữ này kia ha Rồi thì trạng ngữ tính ngữ đó Thì các bạn có mới ở đây chúng ta mới có we là chủ ngữ thôi và tiếp tục cái này là tân ngữ là nó nằm trong cái vị ngữ rồi ha thì kiến tỏ là cái câu này chúng ta chưa có cái động từ vì chúng ta biết là trong một cái câu động từ là linh hồn của câu nếu mà câu đó không động không có động từ thì nó không phải là cái câu các bạn giống như câu mệnh lệnh đi nữa không có chủ ngữ nhưng ít nhất là có động từ để biết là một cái hành động gì đó sẽ ra ha đó hoặc là câu bình thường thì các bạn sẽ có cấu trúc cơ bản là chủ ngữ cộng động từ cộng tên ngữ chẳng hạn ha rồi Vậy thì bây giờ các bạn biết là ở đây chúng ta đang cần động từ chứ không phải là cần cái trợ động từ giống như trên câu thứ nhất này. Câu thứ nhất các bạn có ở đây là động từ chính của câu luôn rồi và cái này chúng ta đang cần gọi là cái trợ ha. Đó, auxiliary. Đó. Còn cái này thì các bạn sẽ cần một cái động từ chính chứ không phải là trợ động từ. Thì đây bây giờ chúng ta có phương án A ha, chúng ta không thể vừa to be vừa động từ nguyên mẫu được. Nếu như mà trường hợp các bạn muốn dùng to be thì chúng ta sẽ có hai trường hợp nè, là à ba trường hợp đi ha, mình nói ba trường hợp đi là to be là đóng vai trò là động từ chính một câu luôn đi. Thì ở sau đó thì các bạn sẽ có tính từ hoặc là danh từ hay ví dụ như mình nói là I am a teacher chẳng hạn thì là chúng ta có to be là động từ chính một câu ha. Rồi nhưng mà ở đây đi ha. Trường hợp thứ hai là chúng ta có to be cộng động từ thì một cái dạng động từ thứ nhất là to be cộng động từ nguyện, um, thêm đuôi in là cái thì uh, chủ um, cái thì hiện tại tiếp diễn ha, cái gì đang xảy ra. Và tiếp tục còn lại nữa là to be cộng với pop vấp pp, verb uh, cột 3 các bạn là dạng bị động ha. Chứ không thể là các bạn vừa to be vừa động từ nguyên mẫu được cho nên chúng ta không thể điền cái này ở đây được ha. Nó sai luôn. Cái tiếp theo là cái động từ has. Thì các bạn để ý là cái từ has này nó là một cái động từ đó rồi và cái nguyên cái cụm là ăn sáng đúng rồi. Tuy nhiên chủ ngữ ở đây chúng ta có chủ ngữ là we cho nên các bạn không thể dùng cái động từ ở dạng số ít là has được ha mà chúng ta phải dùng cái động từ ở dạng số nhiều là have ha là cái chữ have này này các bạn. Cho nên cái này không chọn được. Rồi kế tiếp là cái was having này cũng vậy là cái to be was này này các bạn là chúng ta có cái to be was này nó cộng với một động từ thêm đôi in là mình vừa mới nói ở bên này rồi là nó sẽ là một cái thì tiếp diễn ha đang cái gì đang xảy ra và cái này là quá khứ tiếp diễn là đã đang xảy ra trong quá khứ thì các bạn có cái to be này sẽ được gọi là trợ động từ chứ không phải là động từ chính của câu cái động từ chính của câu sẽ là cái động từ have này nè thì ở đây cho dù cái thì này có dùng được đi nữa ha, thì các bạn thấy là cái was này là to be dùng cho chủ ngữ số ít mà cái we này là chủ ngữ số nhiều rồi cho nên chúng ta sẽ không dùng được cái đáp án này ở đây ha rồi tiếp tục còn lại là cái động từ had. Thì các bạn có cái động từ had này nó nó là cột 2 của động từ have. Đây, cột 1 là have, cột 2 với cột 3 là had. Thì khi mà các bạn điền cái từ trợ ở đây vào đây á, thì nó là một cái động từ chỉ ở dạng cột 2 ha. Và chứng tỏ là cái cái thì ở trong câu này người ta sử dụng sẽ là thì quá khứ đơn ha. Cái việc gì đó đã xảy ra chúng tôi đã ăn sáng ở trên giường. Ok, xong. Dễ ha các bạn ha và lưu ý là cái từ hai trợ ở đây á, nó trong câu này nó sẽ đóng vai trò là động từ chính của câu và nó đang chỉ thì quá khứ đơn cho nên nó biến thành cái hai trợ là cột hai ha còn như ở câu thứ nhất cái half này là nó là trợ động từ chứ không phải là động từ của câu ha hai cái này khác nhau ha rồi tiếp tục câu số 3 John give you those flowers John đã tặng bạn mấy cái bông hoa đó hả rồi, thì bây giờ các bạn nhìn vào đây chúng ta có đây là một câu hỏi và tiếp tục chúng ta có chủ ngữ là John đứng ở đầu câu rồi. Thì các bạn biết là nguyên tắc khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì uh, trợ động từ sẽ đứng trước chủ ngữ và sau đó đến động từ ha. Thì mình có chủ ngữ là John rồi nè. Và tiếp tục động từ của câu mình có động từ give ha. Và các bạn để ý luôn cái động từ này nó đang giữ nguyên. Nó không có cột bài gì hết Thì các bạn biết là cái này không phải là thì Cái dạng hoàn thành hoặc là cũng không phải Cái thì nào ở tiếp diễn ha tại vì nếu hoàn thành thì chúng ta đã có cái từ given là cột ba rồi hoặc là tiếp diễn là giving rồi mà cái này sẽ là thuộc một cái thì đơn tại vì động từ nó giữ nguyên mẫu này rồi thì đơn thì bây giờ chúng ta có này hoàn thành thì chúng ta không thể dùng cái cái half này này, này. cho dù có dùng hoàn thành đi nữa thì các bạn thấy chủ ngữ là zone này là chủ ngữ số số ít rồi chúng ta không thể dùng cái trợ là half à, trong trường hợp là cái thì đúng đi nữa ha tiếp cái was này là và cái is này cái hai cái này đều là to be luôn và nó đều dành cho chủ ngữ số x thì các bạn nhìn vào cái chủ ngữ số nhiều khi các bạn nghĩ là có thể chọn một trong hai cái này hay không ha rồi uh, vậy thì mình mình phải nhớ lại là chúng ta có động từ give đây là động từ thường mà thì không thể là có không thể các bạn dùng cái cấu trúc câu nào mà trước này là to be rồi sau đó động từ thường giữ nguyên được giống như ở trên này này không thể to be rồi động từ thường giữ nguyên ở đây được ha đó mà chúng ta khi mà các bạn dùng to be ở trước này thì sau này một là động từ thêm đuôi in để chỉ cái thì tiếp diễn hai là động từ cột ba để dạng bị động Ha, đó cho nên chúng ta không chọn được cái phương án C và phương án D. Các bạn có phương án A là did thì cái này là một cái trợ động từ thì quá khứ đơn ha. Có phải John đã tặng hoa cho bạn hay không? Nếu như mà hiện tại thì các bạn sẽ có trợ động từ là does cho chủ ngữ số ít là John ha thì mình sẽ có là does John give you those flowers. Đó, đúng không? Còn nếu như mà thì hiện tại hoàn thành thì mình sẽ có là has chứ không phải là have nữa nha ha, các bạn. Tại vì đây là chủ ngữ số ít mà chúng ta sẽ có cái trợ là has John rồi đến là given là cột 3 ha chứ không phải là cột một nữa giving you those flowers ha rồi ok và nếu như mà tương tự là thì tương lai đơn thì các bạn nhớ là cấu trúc của thì tương lai đơn thì mình sẽ có là will cộng động từ nguyên mẫu thì mình đây là câu hỏi thì mình đưa cái trợ lên trước chủ ngữ thôi thì mình sẽ có là will John give you those flowers ha rồi vậy thì mình mình biết được là cái từ did ở đây trong câu ba này nó đóng vai trò là một cái trợ động từ ha để giúp đặt câu hỏi cho cái động từ give là động từ chính của câu Ok, à, cái flowers này nó thêm s ở đây là số nhiều là các bạn đọc là z ha. À, ghi thêm cái này luôn cho biết. Và cái those này này là tính từ chỉ định. Vì sao mà mình gọi là tính từ vì nó đang đứng trước danh từ flowers là những bông hoa. Thì cái này đứng trước danh uh, từ để bổ ngữ cho danh từ mình gọi là tính từ và cái này là tính thuộc uh, thuộc lại là tính từ chỉ định ha là những bông hoa kia là nó là dạng số nhiều của cái tính từ chỉ định số ít là that thôi các bạn. Nếu như mà một bông hoa thì mình sẽ có là that flower còn đây là flowers nó thêm s là số nhiều thì mình sẽ biến thành cái tính từ chỉ định số nhiều là those ha. Tương tự như cái từ this và these. Ok rồi. Uh, rồi nếu như mà trả lời câu hỏi uh, nếu như mà trả lời thì khi các bạn trả lời câu này thì là yes he did hoặc là no he didn't ha rồi câu số 4 I, rồi tiếp tục các bạn chọn một động từ my homework very quickly last night tối hôm qua thì tôi đã làm xong bài tập rất là nhanh rồi các bạn xác định thành phần ở câu ha chúng ta có ai là chủ ngữ và tiếp tục các bạn có my homework là bài tập của tôi thì cái này sẽ là là tân ngữ rồi ha sẽ có một cái hành động nào đó tác động lên thì các bạn biết là cái câu này nó đang thiếu thiếu động từ ha vậy thì cái vị trí mình cần đề ở đây sẽ là động từ chứ không phải là trợ động từ giống đây này đây này có động từ ở đây rồi này ha thì cái này mình cần đề là trợ động từ còn ở đây là nó thiếu luôn động từ của câu tiếp tục very quickly last night là trạng ngữ của câu ha cái này là trạng từ chỉ thể kết để bổ ngữ cho hành động này này. còn cái này là trạng ngữ chỉ thời gian rồi thì các bạn sẽ có là cái dấu hiệu tiếp theo nữa là last night là tối hôm qua thì cái này phải chia thì nào các bạn thì quá khứ đơn ha đó cái dấu hiệu tối hôm qua thì quá khứ đơn thì động từ mình sẽ phải chia ở dạng cột 2 ha có nghĩa là nó sẽ nằm trong bạn động từ bất quy tắc ở cột thứ hai hoặc nếu như mà không có nằm ở cột trong bạn động từ bất quy tắc thì các bạn sẽ thêm id cho nó cho nên là phương án a là mình không chọn được này i do rồi có vẻ đúng nhưng mà nó sai thì ha uh, i have là cái này rồi không đúng động từ cho cái này luôn với lại là nó không đúng thì thì cho dù vậy thì mình cũng nói luôn là không đúng thì đi cho nó dễ ha rồi I did đúng không các bạn bình thường mình mình nói là làm bài tập thì mình nói là do my homework đúng không thì cái này là quá khứ đơn thì động từ do nó cột hai của nó sẽ là về về did cho nên mình sẽ có phương án C rồi I am uh, tôi là bài tập của tôi ha cho dù là vậy đi nữa ha cho dù là mình miêu tả tôi là bài tập đi nữa thì thì nó cũng không đúng thì này ha tuy nhiên là nếu như trong trường hợp cái này là to be worse thì các bạn cũng không dùng được ha không thể là tôi là bài tập được ok rồi vậy thì mình sẽ có cái từ trị ở đây nó là động từ chính của câu thì so với câu 3 các bạn biết là cái từ treat này nó nó là một cái trợ động từ ha cái động từ là cái động từ give này còn câu 4 này là động từ treat này nó nó là động từ chính của câu luôn vậy thì á nếu như mà trong trường hợp cái này là câu phủ định đi ha tôi đã không làm bài tập vào tối hôm qua thì các bạn sẽ nhớ lại coi đây là một cái thì quá khứ đơn này ha vì mình có last night vậy thì trong trường hợp mà chia cái câu phủ định mà dùng not là tôi đã không làm thì các bạn sẽ phải mượn động từ mượn động từ từ did Giống như ở hiện tại đơn các bạn mượn trợ từ do hoặc là does ha. Thì bây giờ qua quá khứ đơn các bạn lùi xuống thôi thì chúng ta sẽ có trợ từ did. Và sau đó các bạn thêm not thì chúng ta sẽ có là didn't. Và tiếp tục là mới đến động từ chính của câu này. Tại vì cái này mới là trợ động từ thôi chứ chưa phải là động từ. Bây giờ đến động từ chính của câu thì cái động từ chính của câu cũng là động từ do luôn. Do mà đây quá khứ đơn thì người ta chia did này các bạn ha. Cột 2. Thì bây giờ đã mình đã mượn trợ động từ đây rồi thì động từ mình phải giữ nguyên cho nên mình có là do. Rồi đến là my homework cho nên các bạn cần tránh nhầm lẫn là ở đây mình vừa có tin và vừa có tru thì đôi khi các bạn sẽ băn khoăn là liệu nó có bị thừa chỗ nào không không ha cái thứ nhất là tinn này nó là trợ động từ Tại vì khi mà các bạn dùng cái câu phủ định có not thì các bạn không thể dùng là I not did my homework được. Mà các bạn phải mượn động từ did và sau đó thêm not vào thì chúng ta sẽ có là tiền Và sau đó giữ nguyên động từ. Vì quy tắc mình là khi mà đã mượn động từ từ bên ngoài vào rồi thì các bạn phải giữ nguyên cái động từ trong câu. Các bạn không cần chia nữa. Chứ nếu mà tự chia được thì mắc gì phải đi mượn đúng không các bạn? ha Cho nên mình sẽ giữ nguyên động từ ở cột một là do. Đó, cái này trùng hợp là tự nhiên cái trùng hợp là động từ do ở trong này thì, này thôi nếu như mà động từ khác ví dụ như là ăn bữa sáng thì mình có cái động từ have giữ nguyên này không là động từ eat giữ nguyên này ha đó và cái c này này cái did này này thì nó đang là chia thì quá khứ đơn là cột hai ha chứ không phải là cái trợ động từ giống như cái từ did này Hai cái này khác nhau. Ok rồi. Câu số 5, she rồi tiếp là a shower every morning before school. Là cô ấy đi tắm mỗi buổi sáng trước khi đi học ha. Rồi mình sẽ có ở đây chúng ta có chủ ngữ là là she và tiếp tục a shower là tân ngữ. Vậy thì các bạn thấy là ở đây chúng ta cần xác định chúng ta cần một cái động từ của câu chứ không phải là trợ động từ ha. Rồi every morning before school trạng ngữ rồi. À, cô ấy đi tắm thì bây giờ các bạn sẽ có này dấu hiệu ở đây các bạn có every morning thì cái này là dấu hiệu của thì hiện tại đơn rồi ha đó một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại một thói quen thì các bạn sẽ không thể dùng phương án C ha did và phương án uh, phương án đi đi là cô ấy là cái vòi tắm cũng không đúng ha rồi À để nói thêm một cái nữa là mình nói ở đây thì hiện tại đơn ha, đôi khi các bạn cũng dùng là quá khứ đơn mà có cái từ every morning nhưng với điều kiện là các bạn phải thêm một cái cụm từ mà để chỉ cái mốc thời gian trong quá khứ nữa. Ví dụ như mỗi buổi sáng mà cái hồi tôi còn nhỏ chẳng hạn thì tôi thường đi tắm trước khi đi học thì mình sẽ nói là every morning when I was young có nghĩa là các bạn phải thêm một cái cụm trạng ngữ nào đó mà để nó chỉ là ở cái khoảng không gian đó là ở trong quá khứ thì các bạn vẫn dùng được cái thì quá khứ đơn ha còn ở đây nó không nói gì thêm nó chỉ nói không khăn là every morning thôi thì các bạn sẽ bằng nhiên là à, cái này là thì hiện tại đơn ok rồi mình sẽ có cái động từ just và động từ has này hai cái động từ này nó đều là động từ thường được ha trong cái câu này và nó đều chia cho chủ ngữ là she được nè. Tuy nhiên thì các bạn có cái cụm là a shower thì các bạn sẽ nên chọn cái từ nào? Thì mình sẽ có là have a shower ha, đi tắm thì mình bây giờ chủ ngữ là she cho nên mình sẽ có động từ sẽ là has ha, has a shower. Rồi, giống như ở trên này thì do homework chứ không phải là have homework vậy đó. Rồi, oh, we are talking to James about his exam chúng tôi là không có nói với James về cái bài kiểm tra của anh ta ha rồi mình sẽ xác định thành phần của câu mình có quy là chủ ngữ và tiếp tục các bạn có cái talking là một cái động từ thêm in ở đây to James about his exam ha cái tân ngữ sau này rồi à, rồi bây giờ thì các bạn biết ngay rồi nhìn vào những cái đáp án ở đây thì chúng ta biết là chúng ta sẽ cộng với một à, chúng ta cần điền một cái trợ động từ ở đây chứ không phải là một cái động từ chính hà động từ chính mình đã có talking là thêm doing rồi vậy thì các bạn nhớ lại là cái động từ mà nó thêm doing thì nói là thì tiếp diễn rồi ha mà cấu trúc của thì tiếp diễn thì các bạn sẽ có là bi cộng với vậy thì chứng tỏ cái trợ ở đây mình sẽ là trợ to be chứ không phải là trợ động từ thường nhớ như trên này Vậy thì bây giờ mình sẽ không thể dùng là drone này. Tại vì các bạn nhớ lại coi cái trợ động từ drone là dùng cho chủ ngữ we là đúng. Tuy nhiên nó sẽ dùng trong thì hiện tại đơn. Và sau drone thì các động từ thường vậy giữ nguyên. Mà đây là verb in mà cho nên chúng ta không chọn được ha. Rồi cái trợ động từ haven't này là nó trong thì hiện tại hoàn thành. Thì sau have thì động từ phải là verb pp cột 3. Cho nên ở đây phải là talked là nó thêm đi Chứ không phải là thêm đuôi như thế này. Cho nên cái này cũng không chọn được ha. Tiếp tục cái wasn't là đôi khi các bạn sẽ, à, cái này các bạn sẽ phân vân là à, to be này rồi đến động từ thêm đinh là đúng rồi ha. Tuy nhiên các bạn để ý là cái was này là nó là to be cho chủ ngữ số số x mà cái chủ ngữ ở đây là we cho nên chúng ta không dùng được ở đây ha. Nếu như mà nói chuyện thành weren't thì đôi khi các bạn còn phân vân là các bạn sẽ chọn được tại vì nó là đúng cho chủ ngữ và đúng cái dạng động từ ha nó chỉ khác nhau về cái thì nữa thôi ha. Tiếp cái aren't là cái này là are not này các bạn là nó là to be và chẳng qua là nó ở dạng phủ định thì nó thêm not vào thôi ha thì chúng ta sẽ có aren't. Rồi thì vậy thì bây giờ các bạn có vừa to be này và đây là động từ thêm đi là đúng cái thì hiện tại tiếp diễn rồi ha. Và tiếp tục cái to be are này nó cũng chia cho chủ ngữ quy là chủ ngữ số nhiều luôn cho nên chúng ta sẽ có phương án chính xác là phương án D ha. Chúng tôi đang không nói chuyện với James về cái bài kiểm tra của anh ta cái này là thì hiện tại tiếp diễn ha rồi câu số 7. loss of trees blow down by the wind uh, cái rất là nhiều cái cây đã bị quật xuống bởi gió này các bạn rồi mình sẽ có ở đây uh, thách xác định thêm phần của câu loss of trees là chủ ngữ ha rất là nhiều cái cây tiếp tục các bạn sẽ có động từ blow blow down ha thì cái này đã là cái động từ cột ba của động từ blow là thổi rồi ha thổi xuống quật xuống thì cái này là các bạn thấy nó đang là ở ở dạng cột 3 vpp này các bạn ha, blow blue và nè. Vậy thì ở trước này các bạn biết là ở có một cái thì nào đó, một cái thì một cái dạng động từ nào mà các bạn dùng được động từ cột 3 là mình sẽ có hai loại là một là hoàn thành ha, là have has cộng vpp, hai là bị động là be cộng vớt pp. Đó. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ có phương án A là be cộng vpp có thể được này, cái be là hoàn thành có thể được này, còn cái C là did là chúng ta không thể là dùng cái trợ động từ did là quá khứ đơn rồi sau đó động từ vpp được ha. Rồi cho nên mình sẽ không dọn phương án C này này. Là mình mới nói một mặt thôi chứ cái này giải thích thêm nữa là nó không phải là bị động hay này kia nữa thì còn giải thích thêm nữa kìa. Tiếp tục các bạn có is là to be, đó thì nó cũng đúng dạng luôn là be cộng vpp. Thì bây giờ mình sẽ xem, thứ nhất là cái cái to be is này luôn đi. Đó là cho chủ cái số ít đúng không? Mà ở đây là nhiều cái cây này. Đó cho nên mình sẽ không dùng được cái này. Đó, vì cái này là cho chủ ngữ số ít Và vì sao mình rồi ok rồi, cái này đi rồi tiếp tục. Bây giờ mình sẽ còn cái to be were và cái trợ là has. Thì à, thì cái này luôn, nhiều cái cây thì cũng cũng là chủ ngữ số nhiều cho nên các bạn không dùng được. Nếu mà xác định các bạn không biết xác định là câu chủ động hay bị động thì mình xác định theo kết kết này cũng được là đây là chủ ngữ số nhiều mà đây là cái trợ cho chủ ngữ số ít cho nên chúng ta không dùng ha. Rồi nhưng mà phân tích cho đúng nhất thì các bạn phân tích ở đây là chúng ta có dấu hiệu nữa là by the wind là bởi tác nhân cây thì bị cột xuống bởi gió thì cái này có nghĩa là một cái cái cây là bị tác động hành động thổi xuống đúng không các bạn đó cho nên cái cái câu này nó phải là câu bị động chứ không thể là chủ động được tại vì khi mà các bạn dùng cái trợ has này á, là nó nó là cái câu chủ động rồi trong thì hiện tại bạn thấy ha đó cho nên mình cũng không dùng ở đây cho nên các bạn có thể có hai cách giải thích thứ nhất là các bạn không biết xác định dạng động từ là à, dạng cái câu này là chủ động hay bị động á, thì các bạn xác định theo chủ ngữ là đây là chủ ngữ số nhiều mà không dùng được cái trợ Uh, số ít ha. Mà trong trường hợp cái này has mà chuyển thành have là các bạn cũng phải phân tích là à, cái này là bị động chứ không phải là chủ động ha, cho nên không dùng được cái trợ là have ha. Rồi cái uh, tiếp tục mình vậy thì mình sẽ còn phương án A là phương án chính xác ha, were là cái này were là to be cho chủ ngữ số nhiều lot of trees này các bạn ha. Thứ hai nữa là cái này là cấu trúc là be cộng verb PP để là câu bị động ha, bởi ha. Cây thì bị quật ngã xuống bởi gió ha, thổi xuống. Ok rồi mình xong câu số 7. Vậy thì cái be này các bạn sẽ gọi là một cái trợ động từ ha, chứ không phải là động từ của câu vì động từ của câu là đã là cái verb PP ở đây rồi ha. Rồi câu số 8 where are you yesterday. Ngày hôm qua con đã ở đâu vậy ha? Mình có xác định thành phần của câu ở đây mình có you là chủ ngữ và tiếp tục có yesterday dấu hiệu của thì quá khứ đơn đúng không? Quá khứ đơn cho nên là mình sẽ loại ngay phương án B đấy ha. Không cần biết nó là dạng gì hay thì gì. Mà thấy cái trợ hợp là hiện tại thành là không được này. Rồi bây giờ mình sẽ còn ba cái này mình phân vân. Rồi chủ ngữ là you cho nên mình không thể dùng words được ha, mình sẽ còn phân vân giữa did và were. Thì các bạn nhớ lại này, ở đây á, thì chúng ta có chủ ngữ là you và chúng ta chưa có động từ của câu cho nên vấn đề ở đây các bạn cần biết là chúng ta cần điền một cái động từ. Vậy thì động từ thì ở đây là động từ to, to, be thôi. Where were you? Con đã ở đâu vậy? Còn nếu như mà các bạn dùng cái từ did lên đây là đứng trước chủ ngữ thì thành thử ra nó là một cái trợ động từ của động từ thường ha. Bạn đã làm gì vào ngày hôm qua chẳng hạn? Where did you, uh, what did you do chẳng hạn? Thì nếu như các bạn đặt cái trợ động từ did ở đây thì thì cái câu này nó lại bị thiếu động từ. Còn nếu như các bạn cho cái từ did này là động từ của câu thì thì câu hỏi này không thể là cái động từ chính của cô mà lên trước chủ ngữ được mà chỉ có cái động từ to be này mới lên được này where were you bạn ở đâu nếu như ở hiện tại các bạn sẽ dùng là where are you thôi ha mà đây là quá khứ thì where are you các bạn nhớ nhé. cái từ trí này nếu như các bạn đặt lên đây thì nó sẽ thành trợ động từ mà nếu trợ động từ thì trong câu này còn phải thêm một cái động từ nữa thì không đúng ha mà trong khi cái vị trí mình có đây là động từ mà chứ phải trợ động từ đâu. Câu số 9 Mary never the washing up. À, chúng ta cần một cái động từ ở đây. Mary thì không bao giờ làm mấy cái việc giặt rũ, rửa ráy này kia ha. Rồi chúng ta có chủ ngữ là Mary và tiếp tục các bạn có một cái trạng ngữ chỉ tần suất. À trạng từ chỉ tần suất là never là không bao giờ ha. Không bao giờ, đôi khi các bạn gì chưa bao giờ. Tiếp tục các bạn có the washing up một cái cụm danh từ đóng vai trò là tân ngữ ha rồi thì bây giờ các bạn biết là ở đây chúng ta cần vị trí là cần một cái động từ chính của câu luôn một cái hành động của câu chứ không phải là một cái trợ động từ rồi vậy thì bây giờ các bạn sẽ có ở đây là các bạn biết là chúng ta sẽ cộng với một động từ thường là có hành động gì đó chứ không phải là một động từ to be ha nên cho nên chúng ta loại cái phương án is này không thể làm Mary là là việc giật rũ rửa rửa giấy này kia được tiếp tục cái uh, cái ok cái a này đi các bạn sẽ có cái bình thường cái cụm đồng thứ các bạn sẽ có là do the washing up ha đó làm mấy cái việc giặt rũ này kia thì mình sẽ có là never là cái trạng từ chị thần suất là không bao giờ làm cái gì thì nó sẽ cũng là một dấu hiệu trong thì hiện tại đơn cho nên các bạn biết là ở cái câu này chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn là đúng nhất ha thực ra là đôi khi cũng là quá khứ đơn ha ví dụ như trong quá khứ là anh ta đã không bao giờ làm cái việc đó chẳng hạn nhưng mà ở trong câu này khi mà các bạn làm cái này thì nó không có nhắc gì thêm ở về cái mạng quá khứ ví dụ nó mà có thêm một cái trạng ngữ chỉ chỉ không gian ở quá khứ thì các bạn mới xuân vân là có đơn còn đây người ta không nhắc gì thêm tương tự như cái every morning ở trên vậy đó cho nên các bạn sẽ chia thì hiện tại đơn cho câu này ha đó tạm từ chị xuất không bao giờ làm cái gì không có thói quen làm cái gì hết thì Mary là chủ ngữ số số ít đúng không? Tên riêng có một bạn Mary này thôi cho nên ở đây chúng ta cần một cái động từ dạng số ít cho nên là động từ do là làm thì mình sẽ có số ít là does ha cho nên phương án A là phương án chính xác. Cái has này á là cũng là chia cho số ít là mary, tuy nhiên là nó sẽ không đi cùng với cái cụm động từ là, không không đi cùng với cái cụm danh từ từ washing up để tạo thành một cụm động từ là có nghĩa là là giả dũ được ha. Đó. Cho nên mình sẽ không thể dùng phương án B được. Cái trị này là vừa mới nói rồi đó, chúng ta sẽ không chia thì quá khứ đơn ở đây ha, trừ khi nó có thêm một cái trạng ngữ chỉ thời gian ở trong quá khứ. Thế bạn còn phân vân ha. Rồi câu số 10, thank godness. Uh, we uh, dishwasher Trời ơi, ơn giờ chúng tôi đã có một cái máy rửa bát. Thì các bạn sẽ có ở đây chúng ta có quy là chủ ngữ và tiếp tục các bạn có a dishwasher, nó là một cái tân ngữ ha. Vậy thì các bạn biết ai chúng ta cần một cái động từ chính của câu ở đây chứ không phải là một cái trợ động từ ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ có một cái động từ chính của câu ở đây à, uh, các bạn sẽ không thể dùng động từ to be này chúng tôi là một cái máy là cũng không đúng à và thứ hai nữa là cho dù không biết được là động từ to be hay động từ thường thì các bạn cũng không thể dùng to be là was cho chủ ngữ we được tiếp tục cái động từ have chúng tôi có một đúng không chúng ta sở hữu cuối cùng thì chúng ta cũng có một cái máy rửa chén rồi nên mình sẽ có phương án phương án b là phương án chính xác là động từ have chúng cũng là dạng động từ số nhiều chia cho chủ ngữ we được luôn cái did là làm thì nếu ở trên này do the washing thì mới đúng còn đây là cái danh từ mà một cái máy mà cho nên chúng ta sẽ phải là có chứ không phải là làm ha cho nên mình sẽ không chọn phương án C được tiếp tục cái word này là chúng tôi là cũng không đúng luôn ha chúng ta cần một cái động từ thường ở đây là sở hữu là có chứ không phải là chúng tôi làm một cái máy rửa rửa chén ha cho nên mình sẽ có phương án B là phương án chính xác số 11 how many people you invited to the party bạn đã mời bao nhiêu người tới bữa tiệc vậy rồi chúng ta xác định thành phần của câu. À, thứ nhất cái này là các bạn có câu hỏi đã nè. Tiếp tục các bạn có là yêu là chủ ngữ và tiếp tục động từ invite. Nó là động từ không phải ở dạng nguyên mẫu rồi đúng không các bạn? Mà nó thêm ed ở đây. Đọc là it. Vậy thì cái này các bạn biết là cái này sẽ là động từ ở dạng cột 3 rồi chứ nếu mà cột 2 thì làm sao mà nó cột, có một, không có một cái dạng động từ nào các bạn chia xong mà ở trước này có có một cái trợ rửa sau này động từ lại chia cột 2 được đúng không? Mà mà nếu mà ở đây thêm đi này là chỉ có cột 3 thôi đó. Cột 3 thì các bạn biết là ở đây là nó sẽ là một là bị động là be cộng với pp, hai là dạng hoàn thành là have has cộng với pp. Cho nên ở đây các bạn sẽ không thể dùng cái thì quá khứ đơn ở đây được này. Chúng ta sẽ loại phương án C đầu tiên. Tại vì các bạn nhớ lại là trong câu hỏi mà các bạn dùng thì quá khứ đơn là cái trợ đi trợ đây thì sau này động từ thường phải giữ nguyên chứ. Còn đây động từ nó thêm ED mà. Cho nên nó không thể là thì quá khứ đơn được Nhiều khi các bạn dịch là uh, Các bạn nghĩ là nó thì quá khứ đơn là các bạn dịch ra là Bạn đã mời bao nhiêu người tới bữa tiệc Là có vẻ đúng Tuy nhiên là các bạn phần cần phải xác định lại là cái dạng động từ của câu nó chia sao cho đúng thì ha Rồi thì mình sẽ không thể dùng phương C Tiếp tục là cái A này đi Cho dù các bạn không biết nó là nó là chủ động hay bị động đi thì cái to be verbs cũng không thể dùng cho chủ ngữ you được này cho nên chúng ta loại ngay lập tức này rồi cái tri này này là các bạn sẽ thấy là à, chúng ta cũng có tại vì nó là cột 3 thì một là bị động hai là chủ động hoàn thành thì bị động were là bạn đã được mời bao nhiêu người cũng không đúng không cho nên chúng ta không thể dùng cái cái phương án tri này ở đây được mà cái hành động này là cái người này mời mà câu này là phải câu chủ động chứ không phải là câu bị động ở đây ó vậy thì bây giờ mình sẽ có cái trợ là have chia ở đây nó sẽ là thì hiện tại hoàn thành ha. Thì hiện tại hoàn thành. Đó, chủ ngữ là you cho nên cái trợ là have chứ không phải là has. Rồi sau đó là PP để invited đúng không? Rồi, tiếp tục câu số 12. Uh, why are you leaving so early? Tại sao bạn lại rời đi sớm như vậy? Rồi các bạn có ở đây là câu hỏi này. Và chúng ta có chủ ngữ là you và tiếp tục động từ chúng ta có leaving là nó là động từ thêm đuôi in. Vậy thì cái này nó không phải là động từ nguyên mẫu cho nên các bạn cũng biết ngay cái này không thể là thì đơn được. Đó. À, và trong này cũng không có. À và tiếp tục các bạn có loại ngay cái phương án B đi. Have you đi. Tại vì mình vừa mới làm ở trên này xong này. Là đã là cái trợ have thì các bạn biết là đó là một cái trợ của thì hiện tại hoàn thành. Mà động từ ở trong cái thì hiện tại hoàn thành các bạn phải thêm ý, phải là chia cột 3. Mà ở đây động từ nó vớp in mà. Cho nên ở đây không thể là không thể là cái thì hiện tại hoàn thành được. Cho nên chúng ta không thể dùng cái trợ have. Rồi thì bây giờ mình có vấp in thì chỉ có cái cái dạng động từ thì tiếp diễn thì chúng ta mới có vấp in được thì mình sẽ có là bi cộng vấp in ha. Còn nếu như mà ở thì đơn thì ở đây phải là vấp nguyên chứ. Còn đây là vấp in mà thì chỉ có là là thì tiếp diễn thôi. Thì tiếp diễn thì các bạn nhớ lại cấu trúc là bi cộng vấp in. Thì bi cộng vấp in thì bây giờ mình có là ba cái đáp án còn lại đều là to be này ó và đây là câu hỏi cho nên to be lên trước chủ ngữ là đúng rồi này nhưng chủ ngữ là you là số nhiều cho nên các bạn sẽ không thể dùng cái to be là was được không thể dùng to be là is được mà chúng ta sẽ có to be là are ha vậy cái này đang chia thì hiện tại tiếp diễn tại sao bạn lại đang rời đi sớm như vậy thì cái thì hiện tại tiếp diễn này là nó đang diễn tạo một cái hành động mà có xu hướng sẽ xảy ra các bạn có nghĩa là một cái việc sắp xảy ra trong tương lai gần nhất và chắc chắn sẽ xảy ra đó hơn là một cái cái mà mình nói là đang đang luôn đó nha rồi we got a beautiful puppy called Molly chúng ta có một cái con cuốn yêu cuốn cưng gọi là tên là Molly ha các bạn có dấu hiệu à các bạn có xác định thành phần ở đây là we là chủ ngữ và tiếp tục chúng ta có một cái động từ got và tiếp tục tân ngữ a beautiful puppy Thế các bạn ở đây các bạn thấy có một cái động từ ở đây rồi. Và động từ got này nó không phải là động từ nguyên mẫu là get. Đó. Vậy thì bây giờ các bạn thứ nhất là chúng ta sẽ loại ngay cái phương án A đi ha. Uh, to be what, chúng we loại không cần biết là cái dạng động từ gì mà thấy cái này không khớp với cái này là loại này này. Cái ok rồi bây giờ mình sẽ có là we did got các bạn nhớ lại là cái did này là nó là trợ động từ của thì quá khứ đơn. Các bạn sẽ dùng trong câu phủ định có dùng not là didn't hoặc là trong câu nghi vấn là ví dụ như là did you chẳng hạn ha. Vậy thì liệu là trong câu khẳng định các bạn có dùng được cái trợ động từ did hay không? Tại vì chắc hẳn ở đây các bạn sẽ không thể dùng cái từ did như là một cái động từ thường của câu rồi. Tại vì động từ của câu mình đã có là cái từ got rồi mà. Cho nên cái từ did ở đây nếu các bạn điền thì nó chỉ có thể là là cái trợ động từ thôi chứ không phải là động từ chính của câu. Vậy thì bây giờ mình sẽ đặt ra một cái câu hỏi là liệu trong cái câu khẳng định đó thì cái trợ động từ có dùng được không? Thì có thể dùng được nha các bạn. Trong trường hợp người ta muốn nhấn mạnh hơn, kỳ thực là đã như vậy rồi. Đó, kiểu như vậy, thì muốn nhấn mạnh hơn giống như vậy thì hiện tại đơn vậy đó. Mình hay có câu là I do love you. Thay vì nói I love you thì nó nhẹ nhưng I do love you. Anh thực sự yêu em đấy, thực sự thích em luôn. Thì cái cái này trợ động từ đi nó chẳng qua là nó lùi xuống lại thành thì quá khứ đơn thôi. Tuy nhiên nếu mà khi mà các bạn đã dùng cái trợ động từ rồi thì các bạn phải nhớ theo nguyên tắc là đã dùng trợ rồi, trợ mượn trợ từ bên ngoài rồi thì các bạn phải giữ nguyên động từ. Vậy trong trường hợp mà cái động từ con này mà nó giữ nguyên động từ get thì đôi khi các bạn còn dùng được cái trợ động từ did. Ha. Huh. We did get. Chúng tôi thực sự luôn là có một cái con cún yêu rất là rất là dễ thương luôn đó ha. Cho nên là mình sẽ không thể dùng cái trợ này được này. Và thông thường khi mà các bạn muốn dùng cái trợ động từ mà mượn thêm ở ngoài mà trong câu khẳng định như này để nhấn mạnh nát thì thường người ta sẽ dùng trong văn nói là nhiều hơn ha các bạn ha. Chứ văn viết người ta vẫn viết đúng ngữ pháp câu kéo đường hoàng. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ còn cái trợ là have và tiếp tục cái trợ là were. Thì nếu như mà các bạn dùng cái trợ là to be ở đây á thì ở đây là động từ got này là các bạn biết là cột 3 rồi ha chứ nếu mà nó là cột hai thì không đúng này tại vì không các bạn không thể dùng một cái thì nào mà uh, cần một cái trợ rồi sau đó động từ cột hai được cho nên chắc chắn cái từ got này nó phải là cột 3 thì chúng ta sẽ có hai dạng là một là hiện thì hiện tại hoàn thành là have has cộng với pp. hai là be cộng với pp là bị động. Tuy nhiên ở đây có phải là bị động không các bạn? Không thể là bị có được có như cái này được cho nên mình sẽ không thể dùng cái to be ở đây để chia cái động từ này ở dạng bị động được ha. Mà nó sẽ là chủ động. Chúng tôi có, chúng tôi hữu và các bạn cũng đã được học trong những cái video đầu tiên rồi là chúng ta đã có cấu trúc là have got hoặc đó, có nghĩa là cái cấu trúc có sở hữu cái gì đó mình sẽ có cấu trúc một là dùng cái động từ have thôi so là có, hai là chúng ta sẽ có cái luôn là have got ha. Đó, thì hai cái này nó xem xem với nhau. Nó chỉ khác là một cái thì à, một bên là thì người ta dùng thì hiện tại đơn mà một bên là người ta dùng thì hiện tại hoàn thành thôi ha. Rồi. Câu số 14 we are beautiful puppy called Molly. Cái này có vẻ tương tự ở trên hình, nó sẽ khác một chút. Vậy thì các bạn có là cái từ have ở trên này nó sẽ là trợ động từ ha, còn cái got mới là động từ chính của câu. Còn cái 14 này chúng ta có quy là chủ ngữ và tiếp tục chúng ta cần có một chỗ trống ở đây và chúng ta tới luôn cái tân ngữ ở beautiful property. Thì các bạn biết ngay là chúng ta cần một cái động từ ở đây chứ không phải là một cái trợ ha. Trên này nếu như ở đây là chúng ta cần một cái trợ này. Đó, vì chúng ta sẵn động từ rồi, còn ở đây chúng ta cần động từ luôn. Đó, rồi thì bây giờ mình sẽ chia động từ. Thì cái A này cũng loại ngay luôn đi, không cần biết nó là cái gì. Thấy to be was là không cho chủ ngữ quy là loại rồi này. Cái động từ having cái động từ having các bạn dùng ở đây là có Tuy nhiên là có cái thì nào mà có cái cấu trúc câu nào mà các bạn dùng chủ ngữ rồi đến đùng cái là động từ thêm đuôi in luôn không? Không đúng không? Nếu các bạn dùng muốn động từ thêm đuôi in các bạn phải có to be ở trước chứ để mà chia cái thì tiếp diễn Chẳng hạn như vậy Cho nên cái be này mình không thể dùng được nè Rồi cái see này là did Các bạn muốn dùng cái động từ did ở đây Mà chúng ta đang cần một cái động từ thì hẳn là khi mà các bạn điền cái từ đít vào đây là các bạn đang muốn dùng cái từ đít này như với tư kết là một cái động từ chính của câu. Chúng tôi đã làm một con cún, cún con tên là Mubi hả? Hồng đúng không? Đó. Nên chúng ta không thể dùng cái từ này sai động từ của câu. Thì chúng ta sẽ còn phương án đi là có. Là cái động từ hai trận này nó là quá khứ đơn của động từ have. Và các bạn khi mà các bạn dùng cái từ này vào đây có nghĩa là nó đóng vai trò là cái động từ chính của câu chúng tôi có, chúng tôi sở hữu. Thay vì các bạn dùng cái cấu trúc là have got thì người ta dùng cấu trúc là have thôi. Và cái từ have này nó đang chịu thì quá khứ đơn cho nên người ta chuyển thành cái cột hai là had. Vậy thì bây giờ mình biết là ở trên này cái từ have này đang đóng vai trò là cái trợ này. Còn cái từ have này ở dưới này nó đang đóng vai trò là động từ chính của câu và nó đang chịu cột hai là had. Ok? Câu 15, I have been to Australia, but Anna, tôi đã tới Úc rồi nhưng mà Anna thì chưa. Ha. Rồi bây giờ các bạn có thành phần của câu chúng ta có I là chủ ngữ và tiếp tục chúng ta có cái động từ là have been là nói chưa thì hiện tại hoán hoàn thành. Hay chúng ta có dạng have has cộng với PP này, PP của be là been ha. Rồi chúng ta có cái dạng luôn là been to hoặc là gone to các bạn, been là đi về rồi ha. Rồi uh, to Australia, but nhưng mà Anna thì chưa. Thì bây giờ các bạn có một cái chỗ trống ở đây, nó không có một cái động từ gì ở trong câu này hết. Thì chúng ta sẽ phân vân liệu ở đây chúng ta cần trợ hay là cần động từ. Các bạn cần biết là khi mà người ta dùng cái chỗ ngữ và tiếp tục một chỗ trống như vậy là chúng ta đang biết là nó đang cần một cái trợ động từ và nó là cái câu rút gọn. Thay vì viết luôn là nhưng mà Anna vẫn chưa tới là giống như ở trước á. Đó đúng không? Thì người ta chấm câu luôn, người ta chỉ dùng ngang cái trợ thôi là mình biết được là cái câu đó là nó 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 giống với câu ở trước rồi, nó chỉ khác thay nó chỉ thay cái chủ ngữ thôi, còn lại cái hành động trong câu nó giống nhau. Thì bây giờ <laughs> các bạn thấy ở trước là nói dùng thì hiện tại hoàn thành là have been, thì ở sau thì cũng dùng thì hiện tại hoàn thành luôn để mà dần nó giống nhau chứ tại vì nó đang dùng cái câu rút gọn mà. Nó chỉ đang khác chủ ngữ thôi, có nghĩa là cái phần còn lại là cái phần động từ với phần tân ngữ, phần bổ ngữ thì nó phải giống nhau thì mình mới gọi mình người ta mới dùng rút gọn như vậy được. Có nghĩa là ở sau đó chúng ta cũng phải chia thì hiện tại hoàn thành cho cái chủ ngữ Anna này. Vậy chủ ngữ Anna là chủ ngữ số số ít đúng không các bạn? Vậy thì nếu như mà ở trước này là I have been thì thay chủ ngữ Anna vào đây thì mình sẽ có là has been đúng không? Vì Anna là chủ ngữ số ít cho nên mình sẽ có trợ là has. Nhưng mà chưa thì người ta chẳng qua là người ta dùng cái nghĩa ngược lại là dạng phụ định thôi thì mình sẽ thêm not và bình thường thì mình sẽ có là hasn't đúng không? Thì mình sẽ nếu mà viết câu đầy đủ mình sẽ có là Anna rồi đến là hasn't rồi đến là been to Australia. Tuy nhiên là vì hai cái nội dung động từ này nó giống nhau cho nên người ta rút gọn lại người ta chỉ cần ngang cái trợ thôi là để mình biết được rồi thì mình sẽ có phương án B là phương án chính xác ha à, các bạn mình không thể dùng cái trợ haven vì chủ ngữ ở đây là chủ ngữ Anna số ít mà ha à, rồi cái isn't và doesn't này nó là trợ động từ nhưng có, là có thể dùng cho chủ ngữ Anna nhưng mà nó không có đúng thì. Tại khi khi mà các bạn đã xác định rút gọn rồi có nghĩa là hai cái hai cái câu này nó phải giống nhau, nó chỉ khác chủ ngữ này, chủ ngữ ai và chủ ngữ Anna này. Vậy thì còn lại cái phần còn lại là cái thì phải giống nhau chứ. Mà ở trước này mình đã xác định được là cái thì hiện tại hoàn thành. Thì sau này các bạn cũng phải chia cái thì hiện tại thành là cái trợ hasn't ở đây. Còn nếu như mà các bạn dùng cái trợ này trợ thì hiện tại đơn là sai rồi ha. Rồi. Tiếp tục câu số 16. Anna likes ice cream, but John. Anna thì thích kem nhưng mà John thì không thích. Cái tình nhưng là biết là ngược nghĩa rồi đó. Thì cái câu này cũng là cái câu rút gọn giống như câu 15 vậy đó. Vậy chúng ta cần một cái trợ đồng từ ở đây ha. Thì bây giờ mình cần trợ, trợ động tử ở đây thì mình xác định là nếu như mà câu này viết đầy đủ thì nó sẽ phải chia theo thì nào. Thì nó sẽ phải chia theo theo giống cái thì ở câu ở trước thôi thì nó mới hai câu giống nhau thì mới rút gọn được chứ đúng không? cho nên mình phải chia giống thì với nhau nó chẳng qua nó chỉ khác chủ ngữ Anna với lại John này thực ra chẳng khác mấy đâu vì đây là chủ ngữ số ít này. ok rồi mình sẽ có động à, nó nó sẽ khác tại vì ở trước này sẽ là khẳng định và sau này phủ định nè à, Anna thì thích thì các bạn có động từ lại like, là nó thêm thêm s đọc là sc ha Likes. rồi thêm s thì các bạn biết là ở đây nó là thí thì hiện tại đơn thì hiện tại đơn thì các bạn biết là sau này nó là sẽ là phủ định đó thì nói zone không thích thì các bạn sẽ dùng như thế nào zone là chủ ngữ số ít đúng không mà trong thì hiện tại đơn khi mà các bạn dùng uh, chia câu phủ định dùng nó thì cho đối với chủ ngữ số ít thì các bạn sẽ mượn trưởng từ does sau đó các bạn thêm nó vào thì mình sẽ có là doesn't vậy thì nếu mà viết cái câu đầy đủ thì zone doesn't và đến là like rồi đến là ice cream đúng không an thích kem nhưng mà zone không thích kem mấy hai cái hành động này giống nhau rút gọn lại thì mình chỉ cần điền cái trợ vào thôi thì mình sẽ có là doesn't ha các bạn hiểu cái này rồi chứ nếu mà không hiểu nữa thì phải comment ở dưới rồi mình sẽ nói lại tiếp. Câu số 17 I don't like ice cream but you. Tôi thì không thích kem nhưng mà you lại thích ha. Các bạn có cái từ but nghĩa là mình dịch luôn nghĩa là ngược lại luôn rồi đó. Thì dấu uh, giống như ở trên này các bạn có ở trước này khẳng định thế sau này phủ định. Còn đây là trở lại like", là phủ định thế sau này khẳng định thôi. Các bạn phải chia làm sao cái câu đó nó nó đúng nó nó tương đương thì với nhau là được thì ở, các bạn thấy ở trước này chúng ta có don't lại like", nó là thì hiện tại đơn chủ ngữ là ai cho nên là khi các bạn uh, dùng câu phụ định thì các bạn mượn trọng từ do ha thêm not nữa thì chúng ta sẽ có là don't và tiếp tục động từ giữ nguyên là like vậy thì nếu mà trường hợp các bạn viết cái câu hoàn chỉnh ha thì you thì you thích thì các bạn sẽ viết là you likes ice cream đúng không nhưng mà chẳng qua ở sau này nó là cái câu viết lại rồi à câu rút gọn rồi thì có nghĩa là khi mà rút gọn thì các bạn sẽ dùng cái trợ động từ thôi chứ không phải là cái uh, cái động từ thường ở đây nữa Vậy thì bây giờ trợ động từ các bạn biết là ở đây nó thì gì? Thì hiện tại đơn. Thì các bạn sau này cũng phải dùng cái thì trợ thì hiện tại đơn thôi. Vậy thì hiện tại đơn mà cho chủ ngữ số ít nữa thì các bạn sẽ có trợ động từ là does. Ha, cái này dễ rồi ha. Đó. Câu số 18. Maria isn't studying hard but I. Maria thì không có đang học chăm gì hết. Không đang học hành chăm chỉ nhưng mà tôi thì có ha. Thì các bạn xác định ở sau này chúng ta sẽ dùng một cái trợ động từ thì trọng từ xem cái thì nào thì các bạn sẽ dùng cái trọng từ tương ứng thôi. Ở trước này các bạn xác định là isn't studying là nó là thì hiện tại tiếp diễn mà đang ở phủ định. Thì sau này các bạn sẽ chia khẳng định thôi vì có cái từ but này, có nghĩa là ngược nghĩa lại ha. Thì ở đây hiện tại tiếp diễn thì nếu như mà chủ ngữ ai hiện tại tiếp diễn các bạn sẽ có là I am studying đúng không? Thì bây giờ rút gọn lại thì mình sẽ còn I am ha, but I am xong. Câu 19 John loves flying but we John thì thích bay À, nhưng mà chúng tôi thì lại không thích Thì các bạn có ở đây chúng ta có động từ Nó là thì hiện tại đơn uh, Thì chúng ta biết là sau này Chúng ta sẽ dùng một cái trợ động từ Mà nó ngược nghĩa lại ha Thì bây giờ đây hiện tại đơn thì cái trợ động từ dùng ở Thì hiện tại đơn sẽ có là don't Với là doesn't đúng không Thì đây chủ ngữ là we cho nên mình sẽ có là don't Tại vì nãy giờ giải thích những câu trên thì nó cũng uh, Kỹ rồi cho nên mấy cái, cái, cái này Nó cũng tương tự thôi các bạn không cần giải thích gì nhiều nữa Câu 20 I watched TV last night but my sister. Tối hôm qua thì tôi đã xem TV nhưng mà chị tôi thì thì không ha. Các bạn sẽ có phủ định. Thì bây giờ xem xác xác định ở đây này là cái câu rút gọn và dùng trợ này. Thì ở trước này các bạn xác định động từ thôi Watched. nó thêm ed. Đó, chợt chờ ha. Thêm ed này nó là thì thì quá khứ đơn rồi last night này các bạn. Vậy thì cái trợ ở quá khứ đơn các bạn sẽ có là trợ didn't đúng không? Đó cho nên chúng ta sẽ có phương án B là phương án chính xác. Rồi chúng ta sang với câu 21. Uh, có vẻ như cũng dài rồi ha Chúng ta có thể uh, sang cái video tiếp theo thì cũng được video tiếp theo chúng ta sẽ làm cái phần là những cái hình câu còn lại ha Ok rồi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.